Hello, em hiện tại cả quán nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hòa Thoại Mì của em nha. Thì trước mắt các bạn đang xem được mà em mỏ ngà chân cước các bạn ạ, đuôi lá vả nhá. Chim hót rất là cao cầu, bộ trung khá là dài đòn, chim rất là dài đòn các bác nhá. Được cái chim hót rất là tốt nhá. Đặc biệt nhận dạng em này là có một chấm mơ bên cổ nhá. Chấm mơ bên cổ các bác xem, nếu mà em nó quay mặt về đây thì em nó bên phải tay phải màn hình các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy là em mỏ ngà chân cước này thì thường thường là có rất nhiều anh em thích cái loại mỏ ngà chân cước nha các bác nhá. Bởi vì là không hiểu các bác có những kiểu anh em bảo là mỏ ngà chân cước thì chim thường thường nó rất là hay. Nên là hôm nay vớ được em này cái phải chụp về để phục vụ các bác luôn. Bác nào mà bổ kết em nó thì cứ alo cho em nhá. Em dịch vụ của em là ship toàn quốc các bác nhá, ship toàn quốc nhá. Nhận hàng và kiểm tra ship toàn quốc nhá. Bác nào mà ở xa ở trong tỉnh hoặc là ở miền Bắc này có xe chạy thẳng thì các bác cọc cho em 100.000 tiền thẻ điện thoại hoặc là tiền qua tài khoản nhá. Còn nếu bác nào ở xa thì có thể là chuyển khoản qua ít một trước, qua một ít trước, hoặc là các bác tin tưởng nếu bác chuyển khoản hết các bác nhá. Các bác yên tâm một điều là các bác chuyển chim, các bác chuyển tiền là các bác có chim nhá, chứ các bác không phải lo về các bác sợ mất tiền hay như nào đó đâu các bác ạ. Đầu mặt em này thì rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy một chấm mơ của em nó. Hiện tại bây giờ thì nếu mà em nó quay lưng về đằng kia, quay lưng về phía mình ấy, thì là chấm mơ nó bên tay trái các bác nhé. Đấy, giọng da rất đều các bác nhé. Em này giọng da cực đều luôn các bạn. Chim thuần khoảng tầm 85% rồi. Sách lồng gần như là sách lồng, biết anh em là có kỹ thuật nuôi sách lồng là không nhảy nữa. Đấy, chim da giọng rất đều các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy không? Đấy, các bác thấy chấm mơ em nói chưa? Chấm mơ cổ nhá, để em zoom sát vào cho các bác xem này, để các bác thấy rõ hơn. Đấy, chim rất là cao cầu các bạn. Hót cực cao cầu luôn các bác nhé. Đây, các bác có thể thấy rõ nhá. Đấy, các bác có thể thấy rõ chấm mơ ở trên cổ em nói nhá. Đấy, bây giờ em zoom này. Đấy, cực cao cầu luôn, chim cực cao cầu luôn các bác nhé. Hót chân dựng thẳng tưng. Chim hót cực tốt luôn các bạn. Chim hót rất là tốt luôn các bạn nhé. Các bác có thể thấy không? Lắc lư hót. Rất chi là ok các bạn. Đấy, các bác có thể thấy nha, chim chơi rất là ok nhá. Em quay clip này khoảng tầm 6 phút cho các bác nhé, để dành những video sau các bác.
nhá. Các em xin phép dừng video tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã xem video của em nhá. Nếu bác nào mà yêu em mỏ ngà chân cước này thì alo cho em theo số điện thoại là 0974648999 nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá.